Chào các bạn ha. Nay chúng ta sẽ đi vào một cái bài giảng khá là ngắn và thú vị về ứng dụng của định luật Gauss. Thì nhắc lại một chút nữa, định luật Gauss chính là định luật mà cho chúng ta nói một cái mối liên hệ giữa thông lượng đi qua một mạch kín và lượng điện tích chứa bên trong nó. Trong cái bài giảng trước đã nói rồi ha, thông lượng đi qua một mạch kín nó bằng là vector E nhân với cái vector đơn vị diện tích ngay tại vị trí mà vector E đi qua cộng hết toàn bộ theo cái mạch kín lại thì nó sẽ bằng là lượng điện tích chứa bên trong mạch kín chia cho hằng số điện ha. Tôi đã nói rất kỹ trong cái clip trước. Vậy thì ứng dụng đầu tiên chúng ta nhìn ha, sơ lược một chút thôi, đó chính là để chúng ta tính được rất nhiều bài toán, chúng ta sử dụng định luật Gauss để tính cường độ điện trường E. Nếu muốn chúng ta muốn tính được cái chuyện này thì chúng ta phải khai triển được cái tích phân này ra thành một biểu thức, sau đó cho nó bằng cái lượng điện tích bên trong, sau đó chúng ta chuyển vế đổi dấu gì đó, chúng ta có được cái giá trị E. Thì muốn như vậy chúng ta thấy nè, cái tích phân này không hề dễ tính một tí nào khi mà E tại mỗi điểm, các bạn thấy ha, E tại mỗi điểm nó sẽ hợp với cái mặt phẳng ở mỗi điểm đó một cái góc khác nhau. Nếu E ở mỗi một vị trí khác nhau, góc lệch lại còn khác nhau thì cái bài toán này cực kỳ khó luôn. Cho nên chúng ta sẽ hay gặp cái bài toán tính cường độ điện trường E của những vật có tính đối xứng cao. Ví dụ như là E tại mọi nơi bằng nhau, góc mà E tạo với DS tại mọi nơi bằng nhau. Chẳng hạn vậy thì bài toán tích phân nó mới tính một cách dễ dàng được. Còn nếu không thì rất khó để sử dụng E, sử dụng định luật Gauss cho cái bài toán tính cường độ điện trường cho một vật bất kỳ, xung quanh một vật bất kỳ. Và chúng ta nhìn ha, một trong những ứng dụng quan trọng nhất của định luật Gauss nó nói chúng ta rằng là gì? Nếu như không có điện tích ở bên trong một cái mặt kín thì khẳng định luôn là điện thông đi qua mặt kín đó nó sẽ bằng không, hay nói đúng hơn là vào bao nhiêu thì ra bao nhiêu. Chúng ta xem nào, câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta có một cái hệ điện tích điểm thì cái hệ điện tích điểm tự do đó có cách nào để sắp xếp với nhau cho nó cân bằng bền hay không? Thì khái niệm cân bằng bền là cái khái niệm cân bằng mà khi chúng ta kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng thì nó sẽ cố gắng để quay trở lại cái vị trí ban đầu đó, giống như việc chúng ta đưa một viên đá lên một cái dốc, lên một cái hõm sâu vậy, chúng ta đẩy viên đá dưới đáy thì viên đá đó đang ở dưới đáy thì đang ở cái vị trí gọi là cân bằng bền, bởi vì chúng ta cứ đưa cái viên đá đó lên cái mặt dốc thì nó sẽ luôn luôn dao động quanh cái vị trí cân bằng đó cho đến khi ma sát triệt tiêu hết toàn bộ năng lượng và vật sẽ lại trở về cái vị trí cân bằng ban đầu, thì đó gọi là cân bằng bền. Vậy một hệ điện tích điểm có cách nào để tạo ra một cân bằng bền hay không? Thì không ha. Định luật Gauss nói chúng ta cái chuyện đó. Bây giờ chúng ta phân tích nào. Giả sử trong cái hệ điện tích đó chúng ta có một điện tích P0 này, đúng chưa? P0 nó nằm trong một cái điện trường của nhiều cái điện tích điểm khác đang tạo ra, đúng chưa? Và chúng ta thấy nè, giả sử như ở một thời điểm nào đó P0 thực sự đang ở vị trí cân bằng, nó giống như cách mà chúng ta giữ một cái quả cầu hay là một cái bút ở trên cái tay này. Ở một cái thời điểm nào đó cái bút này nó sẽ cân bằng một cách tình cờ nào đó, nhưng mà khi mà chúng ta đưa cái bút ra khỏi vị trí cân bằng á thì nó sẽ rơi luôn, nó không về vị trí cân bằng hồi nãy nữa, thì vị trí cân bằng ban đầu với bút nó chính là một dạng vị trí cân bằng không bền. Thì giả sử nha, P0 nó đang ở một vị trí cân bằng nào đó trong không gian một thời điểm nào đó, thì giờ chúng ta xét một cái mặt gau rất nhỏ bao quanh cái P0, chỉ là cái mặt gau tôi vẽ to là như này nè. Thì khi cái mặt gau này tồn tại ha, chúng ta thấy nè, nếu như tôi dịch P0 ra khỏi cái vị trí cân bằng này theo một hướng bất kỳ thì nó sẽ phải trở về lại vị trí P0 nếu như P0 là vị trí cân bằng bền. Và chúng ta thấy nè, để tôi dịch cái P0 này theo một hướng bất kỳ nào đó và nó sẽ có xu hướng trở về thì phải có lực tác dụng lên nó, đúng không? Phải có lực tác dụng lên nó và kéo nó trở về cái vị trí ban đầu đó. Và khi mà giả thuyết đưa ra rằng tôi có thể kéo nó theo một hướng bất kỳ mà nó vẫn có thể trở về được cái vị trí ban đầu đó thì nó sẽ vi phạm được định luật Gauss ở chỗ như này nè. Tác dụng lên điện tích điểm thì nó cần lực điện trường. Lực điện trường nó đến từ vector cường độ điện trường. Nếu như tôi muốn dịch V0 theo P0 theo bất cứ một hướng nào mà nó vẫn có xu hướng trở về vị trí ban đầu, có nghĩa là lực sẽ luôn tác dụng về P0 theo hướng trở về vị trí ban đầu này. Giả sử P0 dương cho dễ đi ha. Nếu muốn lực tác dụng lên P0 luôn luôn hướng về vị trí cân bằng ban đầu từ mọi hướng thì phải luôn luôn có E từ mọi hướng hướng về vị trí cân bằng. Đầu tiên là như thế đó, đó là điều kiện cần. Thì vector E từ mọi nơi đều hướng về vị trí ban đầu P0, điều đó đồng nghĩa với việc là có một thông lượng đi qua cái mặt kín ban đầu chúng ta chọn, và cái thông lượng nó đổ từ ngoài vào hướng về cái vị trí ban đầu. Nhưng khi chúng ta đã move cái P0 này ra khỏi vị trí ban đầu rồi thì ở trong cái mặt kín này không còn điện tích nữa các bạn. Nếu đã không còn điện tích thì sẽ không thể nào có thông lượng điện trường đi vào theo nguyên lý, theo định luật của Gauss. Và điều đó dẫn đến là sẽ không thể
có xu hướng kéo được P0 trở về vị trí cân bằng ban đầu khi chúng ta xét một cái hệ mà hệ các điện tích tự do. Còn nếu như chúng ta giữ hai cái điện tích âm chẳng hạn vậy, cố định bằng tay, bằng cái liên kết nào đó chặt chẽ trong không gian, sau cho chúng ta đặt một cái điện tích dương vào giữa chẳng hạn vậy, thì hai cái lực này cân bằng. Chúng ta kéo cái điện tích dương dịch sang cái điện tích âm bên trái thì nó sẽ có cái xu hướng dao động quanh vị trí cân bằng. Thì cái hệ này nó không phải là hệ tự do các bạn, cái hệ này chúng ta đã dùng một cái ngoại lực để giữ cái điện tích, hai cái điện tích âm ban đầu ở một vị trí xác định không gian rồi, cho nên nó không phải là bài toán chúng ta xét. Như vậy chúng ta xem là cái bài toán này nó dẫn đến một cái chuyện như thế nào. Dẫn đến một cái chuyện đó chính là cái mô hình nguyên tử đầu tiên khi người ta đưa ra, của Thomson Rutherford đưa ra. Người ta biết được rằng nguyên tử nó có những điện tích dương và âm. Vậy thì người ta phân bố điện tích dương và âm như thế nào? Thì người ta cảm thấy rằng là một cách phân bố rất là đơn giản, đó chính là điện tích dương, điện tích âm, điện tích dương, điện tích âm, cứ nằm xen kẽ hỗn loạn với nhau như một cái đống hỗn loạn vậy. Cũng không biết làm hỗn loạn như thế nào, nhưng mà miễn là nó hỗn loạn và nó sẽ tự cân bằng bằng các cái tương tác lẫn nhau, dương hút âm, âm hút dương đẩy dương, âm đẩy âm, vân vân. Làm sao nó cho nó cân bằng, giống chúng ta quăng một đống nam châm vào trong một cái hộp vậy, thì tự nó sẽ sắp xếp lại một cách hỗn loạn để nó cân bằng vậy. Thì đối với mô hình nguyên tử ban đầu người ta cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng mà cái lý thuyết của Gauss nói rằng cái chuyện không đúng. Và sau này chúng ta có cái mô hình nguyên tử Bohr, ở đó các electron phải quay xung quanh hạt nhân. Bởi vì muốn một cái hệ điện tích tự do cân bằng, nó cần phải có thêm một lực nào đó nữa, nó mới giữ cái hệ này cân bằng được, cân bằng bền. Thì xét trong hệ quy chiếu của tâm, tức là proton, tức là quy chiếu của khối tâm, tức là cái hạt nhân, thì ngoại trừ các cái lực tương tác điện, nó còn có thêm một lực ly tâm do cái việc là electron chạy xung quanh cái hạt nhân này, và nó dẫn chúng ta đến một cái tính cân bằng rất là bền. Thực ra thì cái câu chuyện của lực tính điện rất thú vị, là nó cũng khá là phù hợp với lực hấp dẫn vậy. Chúng ta sẽ không thể có một cái hệ các hành tinh tự do đứng yên trong không gian và tạo thành một hệ cân bằng. Chúng ta thấy rõ ràng hệ mặt trời chúng ta, các hành tinh cũng bắt buộc phải duy trì cái sự chuyển động của mình nếu muốn cái sự cân bằng của cái hành tinh, cái hệ này là bền. Một cái ví dụ khác nữa, các bạn xét một cái vật nhiễm điện. Vật này là vật dẫn, cục sắt, cục kim loại chẳng hạn. Thì chúng ta biết rằng vật dẫn nó khác với vật không dẫn, tức là vật cách điện, ở chỗ là vật dẫn nó có rất nhiều electron tự do, tức là những hạt mang điện tự do, nó quay trở về bài toán trên này. Thì cái hệ này nó có cách nào để nó cân bằng các electron trong này nếu đang nhiễm điện, thì nó có cách nào để tạo ra một hệ cân bằng bền không? Nếu vì với chỉ mỗi một lực điện tích điện trường thì là không. Các electron sẽ đẩy nhau và tụi nó sẽ giãn cách ra, giãn cách theo cái xu hướng rằng là gì, nước chảy chỗ trũng, tức là cái thế năng của hệ này, cái năng lượng của hệ này nó phải là nhỏ nhất. Có nghĩa là nếu như không có cái surface, không có cái bề mặt của vật kim loại này, là các cái hạt mang điện thì nó sẽ đẩy nhau ra vô cùng luôn. Bởi vì khi tụi nó cách nhau là vô cùng thì thế năng của hệ nó sẽ trở về bằng không và là nhỏ nhất, đúng chưa? Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng nè, xu hướng của các cái điện tích này đó chính là đẩy nhau càng xa càng tốt. Và rõ ràng rằng á, cái bề mặt của cái vật dẫn kim loại ấy, nó chính là một cái đối tượng, mà cái đối tượng giống như cái lực quán tính ở đây nè, nó chính là một cái đối tượng tạo ra một cái lực mới, lực liên kết bề mặt, lực giữ các electron lại để không bị văng ra ngoài thôi, không bị văng ra ngoài. Và chúng ta thấy rằng là để như vậy á, thì cái lực tác dụng lên mỗi một electron á, nó phải có hướng vuông góc về bề mặt, bởi vì nó chỉ cần hơi slightly, hơi nghiêng so với bề mặt á, thì cái thành phần tiếp tuyến của cái lực đó nó sẽ kéo cái thằng điện tích đó chạy dọc theo cái bề mặt để phân bố lại một lần nữa. Tại vì chạy theo bề mặt thì không có bị vấn đề gì cả, chạy dọc dọc theo bề mặt thì bởi vì nó là vật dẫn mà, nên nó trong chạy được. Cho nên muốn không chạy được á, thì cái lực này phải là lực vuông góc với bề mặt tại mỗi một điểm. Cho nên rất là dễ hiểu khi mà một vật bằng kim loại, một vật là vật dẫn, khi nó nhiễm điện thì tất cả điện tích là bị đẩy ra ngoài bề mặt hết, và cường độ điện trường E, và vì thế lực tương tác lên mỗi một điện tích ở bề mặt nó sẽ vuông góc với bề mặt tại mỗi điểm. Và nếu chúng ta xét một cái điểm ở bên trong vật bằng kim loại này, chúng ta chọn đại một cái mặt kín bao cái điểm ở lại, thì chúng ta thấy rằng là điện thông qua cái mặt kín nó phải bằng không. Mà cái điện thông qua mặt kín bằng không là bởi vì trong này không thể có điện tích được các bạn. Trong này không thể có điện tích, bởi vì vừa nói nãy xong, tụi nó sẽ tạo ra một cái tương tác để đẩy nhau ra ngoài biên hết. Như vậy điện thông bằng không với một cái bề mặt bất kỳ, đúng không? Bề mặt bất kỳ mà cái điện thông bằng không, bề mặt hình cầu, bề mặt hình méo, bề mặt hình trái chuối, bề mặt hình trái bơ, cam gì đó, nó vẫn cứ cộng lại bằng không á, thì nó chỉ xảy ra có một trường hợp thôi các bạn, đó là E tại mỗi chỗ bằng không. Nếu không là E nhân DS cộng lại, nó sẽ tùy thuộc E nằm ở đâu, DS nằm ở đâu, hướng thế nào, thì nó không thể bằng không luôn luôn được, trừ khi là E bằng không luôn luôn. Có nghĩa là tất cả mọi điểm trong ruột của một vật dẫn kim loại thì sẽ cường độ điện trường là bằng không.